chào các bạn đến kênh xe phong cách 24 giờ. Xcenter 105 xanh thiên thanh, độ một cấp cùng với biển số khủng. Chủ nhân chiếc Xcenter 105 dưới đây đã chi mạnh tay cho chiếc xế cừng của mình trở nên cứng cáp và chất chơi hơn sau khi được trang bị một loạt chi tiết trên xe bằng những phụ kiện hàng hiệu cực khủng. Ngoài ra xe còn được trang bị giấy chứng minh thư khá khủng. Xcenter 105 độ khủng của dân chơi Việt. Chiếc xe được khoác lên bộ cánh mạnh mẽ và cứng cáp với tông màu xanh và đen, đi cùng với bộ tem đấu đậm chất thể thao. Dàn đầu Xcenter vẫn có sự thu hút đặc biệt với các tín đồ mê xe tại Việt Nam. Xe được nâng cấp như hàng loạt option hàng hiệu cực chất như cụm tay thắng CRR RC2, bao tay Dimuno. Cụm đồng hồ cũng được độ lại với Coso của Xcenter 2010, thể thao hơn và hiện đại hơn. Nâng cấp phanh trước với heo BMW hàng độc và đĩa NSA. Bình dầu diesel nét nổi bật, hệ thống phanh sau. Nâng cấp giảm sóc sau chất chơi hơn với phục hồi lim danh tiếng. Tổng thể dàn chân được độ lại rất hầm hố và cứng cáp hơn với gấp N lấy từ mẫu xe 2 thì huyền thoại Honda NSA 150. Đi cùng với ống xả thể thao hơn với bô của R15. Xe còn được trang bị bộ chứng minh thư khá khủng, một bản bộ hoàn hảo về mọi mặt. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này. Hẹn lại ở clip tiếp, nhớ like hoặc share và nhớ subscribe.